Có thằng đứng đó phải không Tú? Phải không? Nó quắc cái gì kìa. Đứng đó. Vô đi. Hello, xin chào tất cả chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma TV các mọi người. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Dòm Vlog. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay anh em mình đang chuẩn bị là quay lại cái khu cái ngôi mộ mà có cái hầm dưới đó mọi người. Thì cái ngôi mộ này thì hai anh em mình đã đến được hai lần rồi cả nhà. Thì lần nào đến thì cũng có hiện tượng tâm linh thì cách nay cũng khá là lâu anh em mình mới quay lại đây. Thì ở đây thì đường đi vô đây rất là khó khăn cả nhà, tại vì cái ngôi mộ này nằm ở giữa đồng á, và đường thì đi đường nhỏ xíu thì chạy xe qua lại đường kinh mà khó đi lắm. Thì anh em mình đang ngồi ở cái cống luôn rồi, thì muốn đi vào ngôi mộ là phải đi sâu vào trong ruộng, đúng rồi, đi vô chắc cũng mấy trăm mét á, 500-600 mét mới tới trong cái ngôi mộ đó. Thì cái lần những lần trước á, thì lần đầu tiên á anh em mình đến đây á, thì có một cái con quỷ mọi người, lúc mà anh em mình đi quay trong cái hầm đó nó bay cái chụp, đúng rồi. Mà với lại mình nói cho cả nhà nghe, cái ngôi mộ này là từ xưa tới bây giờ là hầu xưa á là có một cái ông đó là ông giăng lưới á, giăng lưới á, mùa nước nổi á đó, nhân lưới xong cái hồi xưa mà xài hột quẹt bằng đá lửa, cái hột quẹt ông hết đá đi mà từ xa là ông thấy có cái đèn nè, cái đèn ở cái ngôi mộ này nè, đèn dầu, đèn dầu á. Đó ông thèm ghiền thuốc đi, ông có thấy ông có bơ xiết lại để mồi thuốc thì bơ lại xong cái ông gặp cái nhà mộ, ông hết hồn bắt đầu ông bơ. Nói chung là giữa đồng mà tự nhiên có cái hai cái mộ nằm ở trên ấy, hết hồn bơ, nó bơ là chiếc cáp mà bơ chiếc cáp đâu đi ông cột dây vô mà hả, cột không, cột dây là cái ông khác, cái ông đó ở dưới đồng dưới ấy, mà chỗ trường học á, là ở dưới đó hồ đó cũng nước lên đó, 1996. Tại thời xưa mọi người thì nước ngập đó thì ngập không có đất chôn mọi người, nên người ta làm một cái trại rồi ta để cái quan tài người mất ở giữa đồng á, đốt đèn cầu, đèn dầu nó lét gì đó. Đôi khi những người đi xiệt đi săn đi này nọ đêm á, ta thấy cái đèn người tưởng nó có trại cái chòi của ai. Còn hôm đó còn cái vụ đó là cái ông kia ông nhận lưới, ông bơi xuồng gặp cái đèn gì đó ở dưới đồng dưới trường học, tại mùa nước đâu có chôn được đâu, ta phải để, ta phải làm vậy á, nước rút tao mới chôn. Thì chỉ gặp trời mưa lâm râm á, rồi ông thấy cái chạy cái đèn này, ông nghĩ cái chạy mới bơ, tính bơ lại đang đục mưa, bơ lại buộc dây tại vì cái chạy đâu có biết là bên trong cái gì. Đó thì buộc dây vô xong đó, mới bước ra trước dở cái màn ra gặp nguyên cái hàng trong á, hết hồn chạy xuống bơi lý lẹ chứ hả, bơi lý lẹ chứ bơi đi đâu chứ, đi buộc dây rồi, bơi buộc dây nó đi bơi đâu đó, nó ma lôi xuống la làng xong thì ok nha. Thì cái chuyện đó thì cũng đã lâu rồi nhưng mà chị đó thì có thật nó, thì hôm nay hai anh em mình chủ yếu quay lại ở đây để tìm hiểu xem cái hồn linh đó như thế nào và cũng như là còn ở đây không mọi người. Đúng rồi, cả nhà thì bây giờ thì nói chung thì anh em mình cũng không có nói lòng vòng nữa để cho cả nhà mất thời gian. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ xin mời cả nhà đi với hai anh em mình vào ông đó đi. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ đi một đoạn gần khu mộ rồi anh em mình sẽ quay. Đúng rồi. Chứ bây giờ xa quá đi mất thời gian mọi người lắm. Ok cả nhà đi cả nhà. Đi không ơi. Rồi cả nhà.
Thì bây giờ anh em mình cũng gần tới nơi rồi. Bây giờ đi vô mọi người. Đây này một hồi đảo ra với người mình giống như tắm xương xương nó tụ lên cỏ rồi á, cái ướt ướt giày ướt quần luôn, ướt nhẹp nè. Đây đâu chưa thấy nè, đây đó pha chưa quay lại quay chưa thấy nữa. Thấy một xíu. Ý dạ. Cỏ nó cao quá cao. Thôi thôi vậy. Ủa tới đường đi vô cái ta. Nó quắc cái gì kìa. Thấy thấy có cái bóng đứng đó kìa. Vô. Cậu đứng kìa. Đang đứng à? Đứng á. Đi vô rồi. Ủa đâu rồi? Tiêu ta? Mới thấy mà. Mới thấy chỗ này nè. Đâu vô coi thử. Vô luôn đi. Không có gì chừng gì. Ủa gỗ gà mới thấy nó đây mà ta. Ủa tiếng gì? Có tiếng động. Nó nó đứng đó kìa.
đứng bên hông á. Ừ. Mà thấy đâu? Ôi, anh thấy đứng đây nè. Làm hết hồn là muốn chạy theo luôn. Đứng hết hồn cái bên. Thì anh máy đâu thấy đâu. Tại nãy anh đang quay ở trên mà. Giờ đâu thấy gì nữa đâu. Ừ. Mấy còn đó không ta? Nó có đèn giỏi mà, không sợ nha. Không biết nữa, đi vô. Quá mất tiêu rồi. Chỗ đâu? Ủa gạn thấy mà ta. Em thấy đứng chỗ này nè. Cố gắng đứng cái bên chỗ này luôn. Vô đây coi lại chỗ này trong đây coi. Không thấy. Cái này nó có nhiều đâu có gì đâu. Cái nhà thì lúc nãy thì anh em mình vào thì có thấy đứng cái một bóng ma đứng ngay chỗ cửa này mọi người. Đó. Đó, tiếng động mọi người. Và anh em đi vào thì không thấy, và hồi nãy mình có thấy đứng cái chỗ này. Nhưng mà cái nhà thì không thấy nữa. Nãy giờ mình nghe tiếng động ở trên đó, mà cái này thì không có cầu thang để lên. Đó. Tiếng gì ta? Chắc có lẽ thì anh em mình sẽ đặt máy mọi người. Ok cả nhà. Cúng kiến đặt máy. Hai anh em mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị và đặt gốc quay luôn cả nhà. Chứ bây giờ đi vòng ngoài cũng không thấy. Mà bà hồi thấy hay giật mình. Tạm ngưng cả nhà. Ok, tạm ngưng nha. Rồi cả nhà ơi, thì anh em mình cũng cúng kiến chỗ này lần trước mọi người. Ok cả nhà, thì hôm nay anh em mình có chuẩn bị ít bánh với lại với tiền đồng bạc. Thôi vậy anh đốt nhang đi. Xe bánh luôn. Trắng quá. Giờ mình đứng đây nha. Nhào ra cái. Hồi nãy là mình đã vô rồi mình thấy nó đứng đây đó. Mà thay đi vô là không thấy.
Sao không có cái này gì. Không có như vậy cũng làm việc đó. Khiêu khiêu nữa. Đó. Này, bộ đồ lần trước đốt không chưa thấy hết cái gì. Còn vậy còn dưới á. Còn nó cuối cùng nó không cháy. Ok cả nhà, thì anh em mình cũng đã đốt với tiền và bạc xong hết rồi. Thì hôm nay thì ý định của mình thì tính để cái mic lại ở chỗ này luôn cả nhà, không xem có nghe được tiếng động gì không cả nhà. Thì anh em mình sẽ để cái mic lại ngay chân cái chỗ cúng kiến luôn rồi. Xem như thế nào nha. Ôi. Mở cái gì chụp nháy gì? Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ để cái mic xuống như này. Ok, thì anh em mình sẽ tạm bây giờ thay ra cái này mọi người. Anh em ra ngoài đó nha. Ra ngoài đường mưa ra ngoài đi.
Ok nha. Thì nãy giờ anh em ở ngoài là không biết là trong này mọi người có thấy cái hồn linh lúc nãy anh em mình thấy lúc vô không ạ? Thì cách đầu anh em mình đi vô á thì có thấy một cái vong linh là đứng ở ngay cái chỗ cái cửa này cả nhà. Rồi sau đó thì anh em đi vòng vòng kiếm vô trong đi kiếm không thấy. Ra bên ngoài thì lúc mà mình đứng ở đây thì Tú thấy đứng bên ngoài. Lúc đó quản hồn Tú la cái mình cũng quản hồn mình chạy luôn, mình cũng không thấy được gì. Thì thật sự mọi người, hiện tại bên ngoài rất là tối. Thật sự nếu mà cái hương linh mà có đứng ghế bên đây mà mình thật sự cũng không thấy luôn. Thì nếu mà cả nhà có yêu thích anh em mình thì hãy đăng ký kênh để giúp cho anh em mình có cái động lực đó nha. Với lại cả nhà nhớ bật chuông lên nha, để nhận được những cái video mới nhất của anh em mình. Thì ok, thì cuối video thì Tú và Nguyên xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và trận đại hạnh phúc nha. Ok, chào tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người.